Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bỏ tin học lễ hậu học văn rồi làm gì. Thời gian vừa qua trên các trang mạng xã hội đã râm ran câu chuyện của giáo sư Trần Ngọc Thêm, hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, đã nêu trong một tham luận về văn hóa giáo dục rằng nên bỏ tin học lễ hậu học văn trong giáo dục nhằm phát huy tính sáng tạo cá nhân. Điều này tạo ra hai luồng dư luận trái chiều. Một bên là đồng thuận bỏ, một bên là phản đối bỏ. Như vậy, rốt cuộc, bỏ là tốt hay là không tốt? Và nếu bỏ, thì bỏ hẳn hay là thay thế? Đây là hình ảnh khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn được treo ở khắp các trường tiểu học. Trước nhất, muốn bỏ hay không bỏ, có lẽ phải đặt ra câu hỏi rằng mệnh đề tiên học lễ, hậu học văn là gì? Nó có từ bao giờ? Với mức độ chi phối, ảnh hưởng của nó tới giáo dục Việt Nam ra sao? Thực ra, cho đến lúc này, không ai dám khẳng định câu này là của Khổng Tử, mặc dù trong trước tác của ông đặt nặng vấn đề lễ nghĩa, bởi lễ sẽ giúp con người thấu cảm được lẽ huyền vi trời đất, thấy được ý nghĩa tồn tại, định vị được chỗ đứng của mình trong gia đình, trước xã hội và có cách đối xử phải chuẩn mực. Ngoài ra, vì lý do chính trị, Khổng Tử đã nâng lễ lên thành một loại nghi thức cung kính, tôn thờ trời đất quỷ thần và các bậc tiên vương, vua chúa, quan lại, vân vân. Nghĩa là một phần lễ giúp cho con người biết khiêm nhường, khoan hòa, nhưng phần khác lễ khiến cho con người trở nên mê tín và tôi đòi chính trị. Hậu học văn thời Khổng Tử thì không có các môn hình học, đại số, sinh học, vật lý, hóa học, kỹ thuật, nông nghiệp, địa lý, vân vân. Nhìn chung các môn tự nhiên trên không có trong nền giáo dục Nho giáo, ngoại trừ một số môn trong Nho giáo như y, lý, số nhằm dạy người ta hiểu biết về bói toán, hiểu về chữa bệnh nhưng cũng chỉ là kinh nghiệm thô sơ. Dịch số thời đó là phương toán, hà đồ, lạc thư na ná, tích hợp, thô sơ. Nó không được dạy cho các trường Khổng Nho mà lại dạy ở các thầy chiêm tinh, địa lý. Nó là môn nghiên cứu riêng của các nhà thuật sĩ vân vân. Và ngay cả các môn xã hội thời đó cũng còn ở mức tầm trường trích cú như việc viết chữ, học thuộc lòng các bản kinh của người xưa, xem đó là kinh điển bất di bất dịch. Nhìn chung, các sự học ở lấy tiên học lễ, hậu học văn của thời xưa chỉ dừng ở mức biết lễ để mà sợ trời đất, sợ quân vương, thờ vua, vua bảo chết thì chết. Biết văn để tranh tài ra làm quan, cũng để thờ vua, để ca tụng nhà vua. Trong ý nghĩa và công dụng này thì đương nhiên biết lễ trước sẽ tốt hơn là biết văn trước. Biết lễ trước sẽ dễ thăng quan tiến chức và có cơ hội tồn tại trong chốn quan trường cao hơn là biết văn trước. Biết lễ trước khỏi lo chết, thấu hiểu vị trí và mạng sống của mình trước nhà vua. Thời đó với học thuật như vậy, chính trị như vậy, cái câu tiên học lễ hậu học văn là một chân lý, là một mệnh đề có tính thức thời của kẻ làm quan. Đây là hình ảnh các quan lại triều đình nhà Nguyễn thế kỷ thứ 19. Nhưng đến thời hiện đại, tại sao người ta vẫn dùng mệnh đề này trong triết lý giáo dục? Bởi chữ lễ và chữ văn của thời đại tân học, tức là chữ quốc ngữ đã thịnh hành lại mang hàm rộng hơn. Chữ lễ của thời này vừa mang ý nghĩa tôn thờ trời đất, nhà vua, tiền nhân, lại vừa mang ý nghĩa tôn thờ thầy cô, cha mẹ và đặt trọng tâm gia đình, cha mẹ lên cao nhất. Nghĩa là chữ lễ của tân học đã có một bước đi cách mạng, nó đi từ kiếp nô lệ dưới thời phong kiến sang kiếp tự thân vận động của thời hậu phong kiến. Và nó cũng là phần dạy người ta cách đối xử nhân xử thế trong xã hội mới. Chữ văn của thời tân học bao gồm những môn học mới như toán học phương Tây, sinh học, hóa học, vật lý, địa lý, vân vân. Trên tinh thần này, mệnh đề tiên học lễ, hậu học văn được hiểu là trước nhất phải học cách ứng xử của xã hội loài người, học nghi thức làm người, học đạo đức, hiểu phẩm hạnh, nhân cách là thế nào và trau dồi đạo đức để làm người. Thứ đến mới học tri thức nhân loại để tạo cho mình kỹ năng làm việc, khả năng cống hiến, vân vân. Đó là tinh thần của lễ và văn thời đại mới. Nhìn chung thì hoàn toàn hợp lý, không có dáng dấp của Khổng Tử chi phối trong tinh thần này, mặc dù nó có căn nguyên Khổng Nho. Đến giáo dục xã hội chủ nghĩa, chữ lễ và chữ văn lại được hiểu theo nghĩa khác mà theo định hướng khác. Tuy nhiên, một đất nước có ngàn năm nô lệ Trung Quốc muốn bứt thoát khỏi phận nô lệ, người ta buộc phải bứt thoát từ căn gốc, cội nguồn.
Đây là hình ảnh giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng giả dối đã thâm nhập sâu vào học đường, bệnh thành tích, bệnh phong trào và bệnh dối trá, đối phó đang tồn tại cả ở người học, phụ huynh và cả nhà quản lý, lẫn tật xấu thứ tư là bệnh giả dối trong giáo dục. Đây là vấn đề đáng bàn và giáo dục giáo sư Trần Ngọc Thêm đang bỏ ngỏ. Thiết nghĩ do bỏ ngỏ này rất nhạy cảm và dễ hiểu trong tình thế của ông, một đảng viên cộng sản, một lãnh đạo trong ngành giáo dục và đương nhiên là một chân trong Hội đồng Nhân dân thành phố. Chính sự bỏ ngỏ không nêu được mệnh đề mới, mệnh đề thay thế mà còn nhấn mạnh yếu tố độc sáng tạo của mỗi tri thức. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bỏ hẳn mệnh đề cũ mà không cần mệnh đề tương đương. Như vậy nghĩa là khuynh hướng bỏ hẳn cao hơn khuynh hướng thay thế, không có dấu hiệu thay thế. Về phần mệnh đề tiên học lễ hậu học văn, cho đến lúc này Việt Nam hầu như không có triết lý giáo dục. Mệnh đề tiên học lễ hậu học văn đã bị biến thành câu cổ động, thành phương châm hoặc giả là khẩu hiệu. Nó trở nên trống rỗng, khô khan nên việc bỏ đi hay giữ lại không phải là chuyện đáng nói. Mà chuyện đáng nói ở đây là điều gì đã khiến một mệnh đề triết học trong giáo dục đã bị biến tướng thành câu khẩu hiệu đến như vậy. Và hơn hết, giả sử nó còn sức chi phối trong cái giá trị cổ động của nó, thì lễ ở đây là như thế nào, văn ở đây là như thế nào? Xin thưa, trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, lễ chẳng phải hiểu ngay từ trứng nước, chập chững bước vào mẫu giáo, người ta đã dạy cái lễ kính bác, yêu bác, tôn thờ bác. Cụ thể, bác ở đây là Bác Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì yêu đảng, ghi nhớ công ơn của đảng, tôn thờ đảng, vân vân. Đây là hình ảnh tặng ảnh Bác Hồ cho đồng bào xã Hải Sơn, Móng Cái. Lớn lên, cái lễ này còn nặng nề hơn. Nó nặng đến độ một người có chữ làm giáo viên đôi khi phải phó thác phẩm hạnh thân xác của mình cho người của đảng. Nói như vậy để hiểu rằng chữ lễ trong giáo dục xã hội chủ nghĩa nhắm đến cái gì? Và chữ văn trong giáo dục xã hội chủ nghĩa thì ra sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Đó là một thứ sản phẩm được mua đi bán lại giữa các thế hệ. Thế hệ trước mua được cái chữ bán lại cho thế hệ sau. Người khôn danh thì bán được nhiều tiền, kẻ hiền ngu thì bán không được hoặc bán được ít tiền. Luật chơi giáo dục, và có lẽ phải dùng chữ luật chơi ở đây thì mới đúng, là con mạnh được con yếu thua, và người nào càng biết lễ thì càng lên cao. Cũng chính vì chữ lễ đã bị đánh cháo ngay từ trứng nước nên nền giáo dục trở nên thối nát, u ám, bệ rạc và mục rã. Nếu như bỏ câu khẩu hiệu tiên học lễ hậu học văn trong giáo dục xã hội chủ nghĩa thì cũng nên lắm. Nhưng trong nền giáo dục này, số đông lại dùng câu khẩu hiệu theo hướng trên. Cũng có một số không nhiều sử dụng theo hướng mệnh đề triết học và hướng con người đến chỗ nhân bản, tôn trọng phẩm hạnh và đạo đức. Nhưng đây chỉ là con số nhỏ và mức ảnh hưởng của họ như đã thấy hiếm hoi, rất hiếm hoi, tín hiệu xã hội bình an, thiện lương. Và một xã hội mà người ta luôn nắm chớp cơ hội, sẵn sàng đạp lên nhau mà sống, sẵn sàng lên giường với quan chức để tiến thân và sẵn sàng đấu tố đồng môn, đồng liêu, sẵn sàng đoạt mạng của người thân vì một thứ tham vọng nào đó có tất, thì nó nên giữ câu khẩu hiệu này lại hay không? Đây là hình ảnh Phó trưởng Công an quận 10 Thượng tá Hoàng Thanh Hà và nữ trung úy Nguyễn Đình Tố Như đã bị chồng cô Tố Như là cán bộ công an cấp dưới của ông Thượng tá Hoàng Thanh Hà bắt quả tang đang trong khách sạn với vợ mình. Khi một thứ khẩu hiệu trở nên khô cứng và giống tuếch, một phương châm giáo dục vừa hình thức vừa không thật, thì liệu có nên tồn tại hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Hơn nữa, sự tồn tại của nó lại mang dáng dấp của khổng nho. Nhưng điều này càng nguy hiểm gấp bội lần nếu như bỏ nó đi mà không có mệnh đề thay thế. Bởi khi trong một xã hội có nền nếp, có căn cơ, thì tính độc lập sáng tạo sẽ phát huy được khía cạnh thiện lương của nó. Ngược lại, trong một xã hội mà nền giáo dục giống như một cái lẩu thập cẩm, xôi thịt, rau cải, xương sẩu, gia vị và độc dược loạn cào cào, nếu phát huy tính độc sáng tạo, chắc chắn cơ hội của cái ác ấy sẽ rất cao. Và khi cái ác ấy nó phát triển lên thì sẽ khó mà lường được chuyện gì sẽ xảy ra. Giá như ngay từ đầu ông Trần Ngọc Thêm đề xuất thay đổi mệnh đề hoặc việt hóa mệnh đề tiên học lễ hậu học văn bằng một mệnh đề mới có tính Việt, ví dụ như học làm người trước, học làm trí thức sau, hoặc học làm người rồi học khoa học vân vân chẳng hạn, thì câu chuyện lại khác. Bởi chí nền giáo dục vốn dĩ không có cái cốt lõi triết lý, đừng xem có nguyên tắc
tôn chỉ và định hướng giáo dục sau chủ nghĩa là triết học giáo dục vì nó không phải như vậy, thì rất cần một hệ thống triết lý giáo dục hẳn hoi, sau đó là hành động giáo dục thích ứng. Chưa bao giờ nền giáo dục này cần cầu cứu như bây giờ, và khi cái xấu điều tệ hại đã ngấm vào cơ quan của giáo dục, thì việc để nó độc hành là một tai họa cho dân tộc. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc khẩu chiến và kiện cáo mang tên Nguyễn Phương Hằng sẽ kết thúc khi nào. Hơn 8 tháng, cộng đồng mạng đã có những cung bậc cảm xúc khác nhau khi theo dõi màn so găng của bà Nguyễn Phương Hằng với rất nhiều người. Nhưng có lẽ những cuộc chiến đó cũng phải đến lúc kết thúc. Với hệ thống tư pháp hiệu quả và dựa trên lẽ công bằng như ở các nước dân chủ, với như Hoa Kỳ thì cuộc khẩu chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ nổi tiếng hay nhà báo có lẽ đã kết thúc sau phán quyết của tòa án từ lâu. Tuy nhiên ở Việt Nam thì lại khác. Tòa án thường có thói quen ngâm án và thời hạn giải quyết quá hạn vài tháng, thậm chí vài năm vẫn là chuyện bình thường. Đây là hình ảnh dư luận vẫn chưa quên phiên tòa giám đốc thẩm với căn cứ giao thớt mua ở chợ, nhưng 17 vị thẩm phán tòa án tối cao vẫn tuyên án tử hình Hồ Duy Hải sau 12 năm bị cùng chân chờ thi hành án tử hình. Hoặc mới đây ở Bình Phước, bị cáo đã nhảy lầu dẫn đến tử vong sau phán quyết của thẩm phán. Điều đó cho thấy hệ thống tư pháp Việt Nam có uy tín như thế nào. Thụ lý vụ án, vụ việc liên quan đến livestream Phương Hằng còn có thêm công an điều tra ở các địa phương khác nhau. Thế nhưng liệu có vụ việc nào đủ dấu hiệu hình sự hay lại mất hàng năm mới mời gọi triệu tập xong thì kết luận cuối cùng lại là tranh chấp dân sự và cái vòng tố tụng lại tiếp tục lòng vòng không có hồi kết. Chính vì thế mà dư luận được tiếp xúc liên tục bằng những scandal mang tên Phương Hằng và ngọn lửa vẫn tiếp tục được tiếp thêm sức nóng. Các YouTube và các fan hâm mộ của các bên vẫn thoải mái đấu khẩu nhau trên mạng, đến nay chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Câu hỏi mà dư luận đặt ra là liệu cuộc chiến giữa các bên sẽ kết thúc khi nào? Nếu do phán quyết của tòa án thì sẽ có nhiều bản án khác nhau, bởi mỗi người khởi kiện bà Phương Hằng sẽ là một phiên tòa xử và một bản án cũng khác nhau. Bây giờ giả sử bà Hằng cảm thấy mệt mỏi, ngừng livestream hoặc tự mình xuống nước hòa giải thì liệu các bên đối phương có đồng ý rút lui hay không cũng là một câu hỏi. Tuy nhiên, đây chỉ là mà giả thiết, vì lẽ phóng lao thì phải theo lao, nên tư thế của bà Nguyễn Phương Hằng chỉ có thể là tiếp tục dơ cao thanh gươm công lý, chứ không thể nào hạ xuống được, vì nếu hạ xuống thì đối thủ chắc chắn không buông tha cho bà. Thời điểm hiện tại, dư luận cũng đang chú ý vào cuộc so găng pháp lý giữa bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương, và hai nhà báo gồm bà Hàn Ni là báo Sài Gòn Giải Phóng và ông Nguyễn Đức Hiển, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh một mình bà Phương Hằng so găng với hai nhà báo chính thống của nhà nước Việt Nam. Bà cũng tả xung hữu đột đến tận văn phòng đại diện của tòa soạn báo này hôm 16 tháng 11 nhưng đều không được tiếp đón. Hai nhà báo cũng đã gửi đơn đến công an tỉnh Bình Dương đề nghị khởi tố với bà Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích của tổ chức cá nhân. Và họ cũng có những buổi làm việc với điều tra viên để cung cấp thêm thông tin, chứng cứ phục vụ cho quá trình tố giác bà Hằng. Về phía bà Hằng vẫn tiếp tục có những buổi phát hình trực tiếp với tần suất dày đặc, liên tục gọi tên những người tố cáo mình, trong đó có hai nhà báo trên bằng những ngôn từ không hay ho cho lắm. Thậm chí bà Hằng còn tìm đến hỏi thăm hai nhà báo cũng như lãnh đạo cơ quan báo mà họ đang công tác. Dù không gặp được người như mong muốn, nhưng hành động đến tận nơi của bà Hằng khiến nhiều người và các YouTube tập trung gây huyên náo ồn ào khu vực này. Riêng nhà báo Hàn Ni và ca sĩ Vi Oanh mới đây cũng đã trình báo khẩn cấp về việc bà Nguyễn Phương Hằng đe dọa giết người. Căn cứ của họ là khi hai người này lần lượt nộp đơn tố cáo bà Hằng đến cơ quan công an thì có những fan hâm mộ, người ủng hộ bà Hằng gọi điện, nhắn tin và vào trang cá nhân để nhục mạ, xúc phạm và đe dọa họ. Thậm chí họ còn cho rằng trong phát ngôn của bà Hằng ở các buổi livestream có tuyên bố là gặp đâu đánh đó, truy cùng giết tận. Trước đó bà Hằng còn đối diện với nhiều đơn tố cáo từ những người khác là như nghệ sĩ, luật sư như Danh Hải Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vi Oanh, luật sư Lê Thành Kính, v.v.
Thông tin công khai cũng cho biết có khoảng chục người nổi tiếng gồm có nghệ sĩ, nhà báo, luật sư v.v. đã tố cáo bà Hằng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng đối đầu với hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay ở Việt Nam. Nhưng nguồn thông tin xác nhận người tố cáo bà Hằng có rất nhiều và công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Bình Dương đang xử lý theo quy định của pháp luật. Những người này đã tố cáo bà Hằng là xuất phát từ những buổi livestream của bà đề cập đến họ trong những chuyện không hay như ăn chặn tiền từ thiện, xâm phạm đời tư, vân vân. Hay như trường hợp của luật sư Lê Thành Kính bị bà Hằng cho rằng có tham gia hành hung bà tại trụ sở của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vào giữa tháng 10 vừa qua và ông có phản ứng bằng cách tố cáo bà Hằng vu khống mình. Ca sĩ Vy Oanh ngoài việc tố cáo hình sự thì nay vừa khởi kiện bà Hằng ra tòa án nhân dân quận 1 cũng xung quanh nội dung phát ngôn của bà trong các buổi phát hình trực tiếp và đề cập ca sĩ này là đẻ thuê, làm gái bao, giật chồng người khác vân vân cũng như rất nhiều những thông tin khác. Sắp kết thúc phải không? Như vậy là 8 tháng đã khiến cộng đồng dậy sóng bằng các buổi phát hình trực tiếp mang tính chất đấu tố. Bà Hằng hiện đang đối diện với hàng loạt tố cáo hình sự, kiện cáo dân sự, nhưng bà Hằng cũng có sự đáp trả. Đầu tiên phải kể đến là chuyện tần suất livestream của bà Hằng ngày càng dày đặc, có sự tham gia của khách mời trong các buổi đó, vẫn kiểu phát ngôn thẳng thừng, đấu tố, vạch trần. Bà Hằng lại kéo thêm nhiều cá nhân, đơn vị tham gia vào cuộc chiến, từ mạng xã hội đến pháp lý ngoài đời. Trong buổi phát hình trực tiếp gần đây, bà Hằng gọi tên Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Nhi Đồng 1 khi cho rằng không rõ ràng tiền bạc khi tiếp nhận khoản hỗ trợ từ quỹ Hằng Hữu. Rồi bà Hằng cũng nhắc về chuyện của 8 năm trước khi chuyển 10 tỷ đồng vào quỹ từ thiện có tiếng. Thứ nữa là những người bị gọi tên trong buổi phát hình trực tiếp khi có đơn tố cáo bà Hằng thì bà đáp trả cũng bằng đơn tố cáo, khiếu kiện. Thậm chí bà còn thực hiện những cuộc viếng thăm ồn ào, tìm đến những người tố cáo và tuyên bố sẽ làm cuộc chiến một mất một còn. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng còn tố cáo rằng Tịnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am bên bờ vũ trụ có dấu hiệu loạn luân. Mới đây, ban đầu từ chuyện tố cáo thần y Võ Hoàng Yên lừa đảo tiền từ thiện của vợ chồng mình. Hơn 8 năm tháng nay, bà Hằng khiến cộng đồng chú ý khi gọi tên hết người này đến người khác trong những chuyện không hay ho gì. Cộng đồng đã có những cung bậc cảm xúc khác nhau trong quá trình theo dõi những câu chuyện ồn ào do bà Hằng khởi xướng đề ra. Từ nhiều tháng trước đã có những đơn tố thư tố cáo bà Hằng đến cơ quan công an và ngược lại, bà cũng tố cáo rất nhiều người. Như vậy, theo quy định của pháp luật thì thời hạn giải quyết những đơn như thế này đã cận kề, tính cả việc gia hạn giải quyết nếu các vụ việc như trên còn có tính chất phức tạp. Trên tờ báo Tiếng Dân, tác giả Jacques Nguyễn đã bình luận về bà Phương Hằng như sau. Có thể hình dung hiện tượng Nguyễn Phương Hằng từ hai góc độ khác nhau. Thứ nhất là bà Hằng bổ sung vào thể loại lá cải của truyền thông nhà nước, giúp nhà nước Cộng sản đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng ra ngoài những vụ bê bối của Đảng và nhà nước. Nói như thế không có nghĩa là bà Hằng đang âm mưu với nhà nước Cộng sản, mà có lẽ bà Hằng chỉ làm những điều mà bà thích, làm ngẫu nhiên trùng hợp với tin tức lá cải của truyền thông nhà nước. Và với sự khôn ngoan của một doanh nhân dưới chế độ Cộng sản, bà biết làn danh mà chế độ ấy đặt ra nằm ở đâu để không vượt qua làn danh đỏ. Bà cứ móc mỉa Hoài Linh, cứ thóa mạ Vy Oanh, không sao cả, miễn là không đụng tới Tô Lâm hay Nguyễn Phú Trọng là bà an toàn. Đây là hình ảnh khởi đầu từ chuyện tố cáo thần y Võ Hoàng Yên. Bà Nguyễn Phương Hằng đã lần lượt gọi tên nhiều người trong những chuyện bê bối khác. Điều thứ hai là sự chú ý của công chúng với bà Hằng và những câu chuyện của bà thay vì ban tuyên giáo, trung ương và những câu chuyện chống diễn biến hòa bình của ban này. Có nghĩa là dân chúng chú ý đến những câu chuyện có thật, dù lá cải, chú ý đến đời thường thay những hoang tưởng mỹ miều mang màu sắc cộng sản ra giả trên các phương tiện truyền thông mấy chục năm nay. Ở góc nhìn đó, sự xuất hiện của bà Hằng là một điểm tích cực. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, vài ngàn người thì không sao, nhưng hàng triệu hay hàng chục triệu người chỉ quan tâm đến chuyện lá cải, bỏ qua những chuyện hệ trọng như chuyện nông dân ngày càng cơ cực, dân nghèo sắp chết đói vì đại dịch, Biển Đông bị Trung Quốc uy hiếp, chuyện tham nhũng của máy tư bản đỏ bố bịch bòn rút công sản. Có thể thấy tương lai của đất nước sẽ ra sao. Có lẽ những người cổ vũ cho dân chủ hóa Việt Nam thoát khỏi chế độ toàn trị cần quan sát hiện tượng Nguyễn Phương Hằng
để biết được tâm trí người dân Việt Nam đang ở đâu và vì sao họ quan tâm đến những chuyện như thế, thay vì những chuyện hệ trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ và tương lai của con cháu họ. Bà Nguyễn Phương Hằng là thước đo của những người cổ súy dân chủ Việt Nam nhìn ra mình đã thành công hay thất bại trong việc gieo mầm những tư tưởng cấp tiến và dân chủ cho công chúng Việt Nam. Cho tới nay, chưa thấy ai nói rằng bà Hằng phao tin vịt, ngoại trừ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã phạt 7,5 triệu đồng hồi tháng trước vì bà lỡ vượt lằn ranh đụng với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Tác giả Jack Ma Nguyễn đã nêu ra nhận định của mình như thế.